Với thế pin đầu tiên này thì pin mục tiêu 2 nó nằm gần băng ngắn và hơi hở băng một chút xíu, khu vực giữa bàn. Pin Kaizen thì nằm ở nút số 3 và pin chủ mình nằm ở 15, 14 gì đó, thì khoảng cách khá xa mình không thể retro kìm được. Thì với thế pin này mình phải retro 2 vòng, cao cơ, cầu tay trước dài, tay sau cũng phải dài để cho cái lực phóng nó mạnh hơn. Và mình khi mà mình đẩy mình phải rút mũi cơ tới tận vòng khuyên và mình đẩy gập tay xuống thì nó mới có lực được. Một chút áp phê thuận thì bi Kaizen nó sẽ bắt ngắn, bắt dài và bắt ngắn xuống đây và lên ngắn trên kia lại và xuống dài, xuống ngắn qua bi. Với thế bi này thì Trung sẽ áp phê nghịch đè bi, bi lấy mặt trên của bi trắng thì mình áp phê nghịch vào băng dài, nó sẽ ra đây, nó sẽ chết bi. Mình sẽ lấy mặt trên thì trắng đá vào băng và chúng ta là khu vực này đỏ bạc ngắn dài và chúng ta là đây là mình vào kia. Cái này chưa theo ý đồ của mình. Đây là cái bi mà gần như cái mình mong muốn. Với cái thế bi này thì mình thấy hai bi mục tiêu nằm ở trong cái khu vực góc dọc rồi. Thì bây giờ mình làm tìm cách sao để là bi mình nó phải lọt vào bên trong. Thì nhịp tiếp theo mình mới dễ dàng mà mình đẩy trong hai bi ra được. Còn nếu mà mình mà đánh dày quá thì mình sẽ đẩy các bi đỏ, hai bi mục tiêu nó vào góc dọc luôn thì mình sẽ rất khó mà phá ra được. Với thế bi này thì mình sẽ nhiều áp phê đánh mỏng, cố gắng mình có lấy được mặt sau đi vào nó tốt, lúc đó bi mình sẽ lọt vào góc dọc. Mọi người thấy khi mà mình lọt vào trong thì mình dễ dàng phá 120 bi ra trong cái thế bi tiếp theo. Còn cái tình huống xử lý sai mà mình hay bị sai ở cái bi này ấy, là mình sẽ đánh dày nó. Dày thì lúc này mình sẽ đẩy cho hai bi mục tiêu vào góc dọc luôn. Thì lúc này mình rất là khó mà mình phá ra được. Tình huống số 4 này thì nó khá là đơn giản. Nhưng mà những cái bạn nào chưa bao giờ chơi bi ra thì hay bị mắc thẳng như vậy, là mình sẽ đánh rất là mỏng trắng cái trắng để mục đích cho trúng thôi, thì như vậy. Thì cái đánh này là nó cái đánh sai, bởi vì cái đây là cái tình huống mà đèn bi khá là được cam bản. Thì với thế đèn bi này mình sẽ để áp phê nghịch, cao cơ áp phê nghịch, dài trái trắng, đẩy nhẹ tới thôi, đẩy nhẹ tới. Mục đích mà mình áp phê nghịch là để cho cái tóc lệch nó đi, nó sẽ giảm bớt, bởi vì mình sẽ cuộn vào bên trong, đẩy nhẹ. Sau khi mà ba bi nó gần nhau thì mình bắt đầu mình dễ gài hình và xử lý hơn. Đây là một tình huống khá là căn bản, nhưng mà những anh em nào chưa học bi thì dễ dàng hay bị mắc phải lắm, bởi vì thế bi này là thế bi mà bi chủ mình và bi Kaizen nó khá là xa nhau. Cái thứ hai là đây là các góc lật đi qua nó thì là gọi là cái giò gà lỡ. Nếu mà nó vào đây thì ra thế kéo, mà nó lên đây thì ra thế cu lê, mà cái giữa như vậy, cua 4-5 độ như vậy thì nó lại giò gà lỡ. Thì lỡ thì nó xảy ra hai trường hợp, hoặc là mình dư gân thì nó sẽ dư, mà mình bị tuột gân thì nó sẽ đi thiếu. Thì cái trò gà lỡ là anh em rất là bị. thì đánh cái tình huống này để mình giải quyết á, thì mình bắt buộc lại phải gân. Nhưng mà nếu gân mà mình đánh được lớn thì nó sẽ bị dư. Nếu mà mình để cầu tay dài, tay sau dài thì cái lực phát nó đang lớn, thì nếu mình có gân thì nó sẽ dư. Và nếu mà mình không gân thì nó tụt. Thì đó là giải thích lý do tại sao là đánh giỏ gà lỡ mà mình hay bị vấn đề đó. Thì để mình giải quyết thì mình sẽ cầm ngắn lại, tay sau cầm ngắn lại, thì lúc này cái lực phát ra nhỏ thì nó đảm bảo cho mình nó sẽ không bị dư. Nhưng mà mình phải đánh gân nha, gân mình cầm ngắn lại để cho lực phát ra nhỏ, thì lúc này nó vừa, nó sẽ vừa góc chứ nó không bị dư. Đây tôi sẽ thực hiện lại cú này, mình đánh 6 bi quá. Rồi, sau đây là một vài tình huống chung thực hiện lại cú giò gà lỡ đánh dài. Mọi người phải đánh dài, bởi vì nếu mà mình đánh mỏng thì nó sẽ bị tuột. Mình đừng có sợ nó dư, bởi vì mình cầm ngắn lại rồi thì nó không bị dư được. Lỗ lực. Đấy, mọi người thấy cái cú này mà mình gặp trong thực chiến là mình rất là sợ.